cơ bản thì thỏ dễ nuôi và được nuôi phổ biến trên thế giới vì chúng ăn được rất nhiều loại rau, củ quả, không thua kém gì so với dê. Trong đó, nguồn thức ăn chính của chúng là thô, xanh, dễ kiếm, dễ trồng, có sẵn trong tự nhiên và ít tốn kém chi phí. Vậy cho nên, nếu quý cô chú anh chị và các bạn đang vân vân trong việc nuôi con gì, trồng cây gì, thì đây là hướng mở. Tìm đến nhà anh Dương Văn Thức ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì niềm đam mê của anh dành cho trại nuôi thỏ này. Được biết, anh Thức đang giảng dạy tiếng Nhật cho một trung tâm ở thành phố Cần Thơ. Thế nhưng thay vì an yên với việc truyền thụ kiến thức, anh Thức còn mày mò học hỏi nuôi thỏ. Lúc đầu anh chỉ nuôi thỏ để giải trí, nhưng nhận thấy con vật dễ nuôi, ít tốn thời gian chăm sóc và có giá trị kinh tế cao nên anh quyết định đầu tư nuôi thỏ thả lan. Từ hai cặp con giống ban đầu của người bạn chia lại, sau một năm nuôi và cho sinh sản, hiện anh đang sở hữu bầy thỏ đủ kích cỡ với hàng chục con. Thưa quý cô chú, anh chị và các bạn, như vậy thì việc chinh phục và làm giàu từ những chú thỏ đáng yêu như thế này thật không quá khó đúng không ạ? Phương Nguyên tin rằng nếu như chúng ta có niềm đam mê, tìm tòi học hỏi và thử thách bản thân ở những điều mới lạ thì không gì là không thể và vượt sang khó ác sẽ thành công. Sau mô hình này thì Phương Nguyên tin rằng trong bí kíp làm giàu của bà con mình sẽ có thêm một hướng mới nữa. Theo anh Thức chia sẻ, từ lúc nuôi thỏ đến nay, anh đã xuất bán trên 300 con, với giá dao động từ 80 đến 150 nghìn đồng một con, tùy theo kích cỡ, giống và màu sắc. Anh Thức đang sở hữu hai giống thỏ đang được ưa chuộng hiện nay là thỏ trắng New Zealand và thỏ màu múa tiêu. Trong vòng 1,5 tháng, thỏ sinh sản một lần. Trung bình mỗi lần thỏ sinh sản sẽ dao động từ 6 đến 10 con. Mặc dù làm chơi, nhưng đã giúp gia đình anh ăn thiệt. Mỗi năm mô hình nuôi thỏ này đem lại cho anh trên 50 triệu đồng. Mô hình nuôi thỏ Thái Lan còn khá mới mẻ, nhưng vì không cầu kỳ và ít tốn kém chi phí hơn so với nuôi nhốt chuồng, nên hiện nay có không ít bà con đang tìm hiểu và áp dụng. Tuy đơn giản, nhưng cần phải nắm vững một số kỹ thuật để nuôi thỏ đạt hiệu quả cao. Thỏ là một trong những vật nuôi có giá trị kinh tế tốt, nuôi thỏ không khó, thức ăn cho thỏ không quá phức tạp, tuy nhiên vẫn có một số điểm cần lưu ý trong kỹ thuật nuôi và về chuẩn bị thức ăn, môi trường sống cho thỏ. Thức ăn cho thỏ ngoài rau xanh thì có thể đan xen thức ăn công nghiệp để thỏ mau lên cân. Do tập tính là bầy đàn nên cần tạo nhiều chỗ ngủ cho thỏ và tận dụng ống nhựa hoặc rơm để tạo nên trú ẩn và tránh bị muỗi tấn công. Đặc biệt là khi mùa mưa cần tránh để thỏ tiếp xúc để không bị ghẻ thắt thoát. Phương Nguyên thay mặt kênh Nghề Nông xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn quan tâm những nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, muốn tìm hiểu về các mô hình trồng trọt, chăn nuôi sáng tạo, hiệu quả hay yêu thích những video về hoạt động sản xuất, cuộc sống của người nông dân, đặc biệt là ở miền Tây, thì đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, Phương Nguyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn.